Sáng ngày 8 tháng 12 tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt đại biểu cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác khu vực phía Bắc năm 2024, nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì gặp mặt. Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, các đồng chí nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Thị Kim Ngân, đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí nguyên Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Phan Diễn, Trần Quốc Vượng, các đồng chí nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, nay là Quân ủy Trung ương, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương và Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tham dự gặp mặt có các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Cùng dự gặp mặt còn có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các thủ trưởng nguyên thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, các tướng lĩnh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác khu vực phía Bắc. Tại gặp mặt, Đại tướng Phan Văn Giang đã thông báo khái quát tình hình thời sự thế giới, khu vực trong nước, kết quả nổi bật về công tác quân sự quốc phòng, xây dựng Đảng bộ quân đội năm 2024 và thông tin đến các đại biểu những nội dung chính về đề án kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân. Bày tỏ phấn khởi vui mừng được đón các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gặp lại các đồng chí đại biểu cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác qua các thời kỳ, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng trân trọng tri ân và biết ơn sâu sắc những đóng góp to lớn của các đồng chí vào sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam trưởng thành, lớn mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Rất mong các đồng chí là nguồn cổ vũ động viên, sát cánh cùng tập thể Quân ủy Trung ương lãnh đạo Bộ Quốc phòng, cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị trong toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2025, lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn minh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Thay mặt Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội qua các thời kỳ.